Quý vị và các bạn thân mến, bình quân mỗi một ngày Cương Audio Lai Châu nhận được từ 200 đến khoảng 300 cuộc điện thoại từ khắp các tỉnh thành cũng như từ nước ngoài gọi về. Và cũng bình quân mỗi một ngày tôi nhận được từ 500 cho đến xấp xỉ 800 tin nhắn trên Facebook, Zalo cũng như trên điện thoại di động. Mặc dù đã cố gắng nhưng vẫn còn một số cuộc điện thoại và một số tin nhắn của anh em tôi chưa kịp bắt máy và chưa kịp phúc đáp. Quý vị lưu ý, nếu như quý vị có nhu cầu mua những bộ sản phẩm do tôi giới thiệu, khi gọi điện thấy không liên lạc được hoặc không bắt máy, thứ nhất, quý vị có thể gọi lại vào lúc khác. Thứ hai, quý vị có thể để lại tin nhắn, nói rõ nội dung, tôi sẽ phúc đáp đầy đủ. Mỗi lần gặp nhau khi về, trước mắt quý vị là đôi loa Victor 521 của Nhật Bản. Đã rất nhiều clip tôi giới thiệu chi tiết đôi loa này đến quý vị. Hôm nay có một đôi loa đẹp nữa, tôi ghép nó với chiếc âm ly Luman 58A để quý vị có thêm một cơ hội thẩm âm phương án của anh em này. Dòng Victor 521 có tiếng bass rất trầm sâu và đặc biệt là tiếng bass của nó đánh rất uy lực. Tuy nhiên ở phương án phối ghép này, quý vị lại thấy nó có khả năng chơi nhạc một cách rất mộc mạc và chi tiết. Mọi nhu cầu về mua những sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với Cương Audio Lai Châu 0918 099 388, giao hàng toàn quốc. Nguyện cầu hai đứa đừng xa. Nhưng sao nay bao chúa nhật trôi qua anh không lại để mình em đứng cô đơn. Anh sao anh lại nỡ đành xa em. Quý vị lưu ý cho đây là dòng loa ba đường tiếng bass 30. Và một điều khác với những dòng loa khác là nó không có e căng bảo vệ. Đây là nguyên bản thiết kế, bởi vì ba chiếc loa ở mỗi thùng loa đều được bảo vệ bằng một lưới kim loại như quý vị đang nhìn thấy. Và đây là một dòng loa cũng được chia ra làm hai cầu. Một cầu có thể cấp tín hiệu riêng cho loa bass và một cầu có thể cấp tín hiệu riêng cho loa mid và loa chép. Xin nhắc lại, đây là loa Victor 521 của Nhật Bản. Anh không lại để mình anh đứng cô đơn.
trăng từ đi những lần về qua. Con đường mình vẫn hẹn ngày xưa, bước vội thật nhanh, nghe lòng tràn miên cay đắng, lòng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi clip này.